Chào mừng quý vị và các bạn đến với Học Bơi Hà Nội Cô Như Ý, website dạybơi.vn, hotline 0981123345. Ở video này thì chúng tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn, đó là giải đáp các thắc mắc cho các bạn về kỹ thuật bơi sải. Thì ở kỹ thuật bơi sải thì các bạn hay mắc một cái lỗi, đó là cái lỗi bị vặn người. Tại sao mà bơi người nó cứ bị xiên xẹo sang hai bên và nhìn nó như có sâu ấy? Thì chúng ta sẽ đi đến cái lỗi mà các bạn hay bị vặn người như thế nhé, và chúng ta sẽ cùng sửa chữa cái lỗi này cho các bạn. Vâng, đây nó là cái lỗi cơ bản đầu tiên của các bạn, mà tại sao mà các bạn khi bơi các bạn bị vặn người. Các bạn lưu ý này, ở kỹ thuật tay này, lúc mà các bạn vung tay lên ấy thì các bạn hay đi vào tay và sâu quá như thế này. Đấy. Nó làm cho các bạn người các bạn bị vặn sang hai bên, nó không có lực tiến và nói chung là nhìn nó rất là xấu. Còn nói về vấn đề kỹ thuật thì bơi như thế này nó sẽ không tốt cho vấn đề xương khớp của mình cho lắm. Đấy. Đây nó chính là cái lỗi chủ yếu và cơ bản nhất trong cái kỹ thuật mà mình bơi, đó là các bạn đi vào cái tay vào sâu quá. Các bạn hiểu ý tôi chưa ạ? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến cái lỗi số 2, đó chính là cái tư thế vươn người của cơ thể của mình. Ở đây nó là cái lỗi số 2, đó là khi mà bơi sải thì các bạn không có cái tư thế vươn dài người của cơ thể. Đó, các bạn cứ quạt xong các bạn lại quạt tiếp luôn. Đó, khi các bạn mà không cố định được cơ thể ấy, thì là các bạn là người các bạn bị vặn sang hai bên, do là cái phần trục giữa thân người của mình nó bị thay đổi. Khi các bạn kéo tay lúc nào cũng vậy, các bạn hay cái đầu nó hay đi theo cái tay, cứ vặn qua vặn lại như thế này. Đấy. Thì đây nó là những cái lỗi mà thiết yếu cơ bản nhất mà chúng ta hay gặp phải. Rồi bây giờ thì các bạn nhìn bạn này bơi nó bị vặn người như thế nào nhé. Đó, khi mà các bạn đưa cái tay vào nó quá sâu như thế này ấy, thì nó làm cho cơ thể của chúng ta nó bị vặn người, nhìn nó rất là chéo vẹo, rất là xấu. Và cái thứ hai nữa là cái đầu của các bạn nó không cố định ấy. Thông thường các bạn kéo tay là các bạn hay cái đầu hay nghiêng theo cái tay như thế này. Đấy, các bạn thấy không ạ, người nó bị vặn vẹo về cái trục giữa thân người của chúng ta không giữ được. Thì như ở có một cái video chúng tôi, đó là hướng dẫn, đó là kỹ thuật bơi rửa chai nước, thì các bạn mới hiểu rõ rằng là cái trục giữa thân người của mình nó phải thẳng như thế nào. Rồi để chỉnh những lỗi, những cái lỗi vặn người như thế này thì các bạn hãy đi đến cái mẹo để chúng ta sẽ chỉnh cái lỗi vặn người cho kỹ thuật bơi sải nhé. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến cái phần tư thế thân người trước. Thì các bạn lưu ý này, để ở kỹ thuật bơi sải như chúng tôi nói, nó là một kỹ thuật bơi tư thế đường thẳng. Thẳng đây nó là thẳng so với thân người và thẳng so với mặt nước. Tất cả mọi hoạt động đều kết thúc ở một giai đoạn người ta gọi nó là đường thẳng song song. Thì bơi sải người ta gọi đó là một kiểu bơi cứng cổ. Bơi sải bơi ngửa nó là một kiểu bơi cứng cổ, bao gồm đó là ba điểm chuẩn, đó là đầu, cổ và sống lưng, lúc nào nó cũng là một cái đường thẳng duy nhất và cố định. Vậy thì để như thế nào để cho nó tạo một cái đường thẳng duy nhất và cố định như thế? Thì các bạn lưu ý này, bây giờ chúng ta sẽ đi đến kỹ thuật tay đơn, và đây nó sẽ là cái mẹo để cho chúng ta tập bơi. Thì các bạn để ý hai tay của bạn này đang để thẳng. Rồi hai tay của bạn này đang để thẳng, thì các bạn tương ứng là nếu mà bình thường kỹ thuật tay bơi sải nó là hai kỹ thuật tay, người ta gọi đó là kỹ thuật tay quạt luân phiên liên tục. Nhưng nếu mà các bạn không quạt gì thì hai tay nó để thẳng và lại song song với vai. Các bạn hiểu ý cho tôi chưa ạ? Thẳng và song song với vai. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cố định cái mắt của mình, đó là nhìn thẳng vào cái trục giữa thân người của mình. Ví dụ như nó là cái đường kẻ ô ở giữa,
Bạn nhìn thấy cái đường kẻ ô ở giữa đúng không ạ? Đấy, hai tay là đặt ở hai bên đường kẻ rồi, còn cái đường kẻ ô ở giữa. Thì các bạn để ý nhá, thì khi mà trong quá trình kéo tay ấy, là chúng ta sẽ nhìn thẳng vào đấy. Và bắt đầu chúng ta sẽ thực hiện động tác kéo tay. Đó các bạn nhá, lưu ý là khi chúng ta quạt tay như thế này thì mắt chúng ta nhìn thẳng. Các bạn không nhìn xiên, vẹo, chéo gì hết, mà chúng ta sẽ nhìn thẳng và vuông góc với lại cái đường kẻ chỉ ở giữa. Đó chính là cái trục giữa thân người của mình. Đấy, thì đây nó chính là cái mẹo đầu tiên để cho chúng ta giữ được cái tư thế đường thẳng của cơ thể của mình. Đó là các bạn nhìn thẳng vào một cái điểm nào đó, và chính là cái đường kẻ, đó chính là trục giữa thân người của mình. Thì khi các bạn kéo tay và các bạn nhìn thẳng vào cái trục giữa thân người của mình như thế, thì vô tình là các bạn sẽ giữ được cái đường thẳng, tư thế vuông góc của cơ thể của mình. Đó, nó làm cho cái trục giữa thân người của bạn nó sẽ không bị thay đổi nữa, và nó sẽ cố định đứng im. Đó, các bạn hiểu ý tôi chưa ạ? Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ đến cái kỹ thuật mà tại sao mà như tôi nói là các bạn đưa sâu vào tay quá. Thì bây giờ các bạn phải nên hiểu đơn giản như thế này. Đấy, thì các bạn lưu ý rằng là khi mình kéo tay ấy, thì các bạn lưu ý rằng mỗi một tay nó hoạt động nửa thân người của mình. À, có nghĩa là nó sẽ không phạm vào giữa cái trục giữa thân người của mình. Có nghĩa là nó không đi vào sâu quá. Nhất là trong cái quá trình trình mà các bạn bỏ tay xuống dưới nước ấy, có nghĩa là ngón tay và bàn tay tiếp xúc với nước ấy, thì tốt nhất ấy là các bạn nên để nó ở tư thế song song với lại cơ thể và không đi vào sâu quá. Đó, thì khi mà các bạn tập những cái động tác kéo nước đơn như này thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn, đó là các bạn phải để cái tay nó khi mà kết thúc giai đoạn ấy là nó phải thẳng tay và song song với lại cơ thể của mình. Tay không đi vào quá sâu, nó sẽ làm cho cơ thể của mình bị vặn và nó bị tạo ra một cái lực cản nhiều, gây ra lực ma sát, nó làm ảnh hưởng đến cái phần tốc độ của mình. Vậy thì để giải quyết được vấn đề vặn người thì như tôi nói, thứ nhất là các bạn phải nhìn thẳng về một cái điểm, đó là trục giữa thân người của mình, đó là cái điểm giữa của hai cái tay. Để giữ cố định trục giữa đó là phần đầu cổ và sống lưng. Thứ hai nữa là trong quá trình kéo tay của bạn ấy, là các bạn luôn luôn khi tiếp nước các bạn để cái tay nó song song với lại phần vai của mình. Đấy. Và tiếp tục đó là ở trong kỹ thuật bơi sải, đó là chúng ta phải có cảm giác vươn với để tạo cho cái tư thế đường thẳng cũng như cái độ giãn của xương khớp của mình. Đây nó chính là cái cảm giác vươn người của thể, có nghĩa là các bạn như cảm giác các bạn đang muốn với cái gì đó ở phía trước mà các bạn sẽ không bao giờ các bạn có thể với được, để tạo cái tư thế đường thẳng cũng như cái xương khớp của mình nó được duỗi ra. Đấy, các bạn lưu ý này, để mình cho mình quen ấy, thì tốt nhất là các bạn nên tạo cái độ vươn lật trước khi mình thực hiện động tác kéo tay. Có nghĩa là ví dụ như các bạn muốn quạt tay ở bên tay phải thì các bạn dướn mạnh cái tay trái về phía trước. Đó, dướn mạnh cái tay về trước, tạo độ lật, độ nghiêng cũng như tư thế đường thẳng, kéo giãn cơ thể của mình ra. Đó. Các bạn hiểu chưa? Đây nó là những yếu tố để làm cho các bạn bơi sải nó được tốt hơn, giảm thiểu lực ma sát cũng như tốt cho xương khớp của mình, tạo tư thế đường thẳng. Và nói chung nó nhìn cái kỹ thuật của nó chuyển động nó khá là đẹp. Rồi tới đây thì các bạn, chúng tôi tin chắc rằng các bạn đã hiểu một phần nào đó về cái tại sao mà chúng ta trong quá trình bơi sải của người của chúng ta nó lại bị vặn như thế, đúng không ạ? Rồi ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến lại cái kỹ thuật chuẩn nhé. Hội tụ những yếu tố như này thì các bạn sẽ thấy rằng là người mình nó sẽ bơi ở một cái tư thế đường thẳng khá là tuyệt vời. Đó, vậy mà khi mà chúng ta đã hoàn thành và hội tụ đủ những yếu tố đấy, có nghĩa là các bạn giữ được cái trục giữa thân người nó là đường thẳng, bao gồm đầu cổ và sống lưng nó là đường thẳng cố định và không di chuyển. Các bạn chỉ thực hiện động tác vươn dài và lật nhẹ hai cái phần vai của mình. Khi mà tiếp nước các bạn lưu ý nhé, để tay thẳng và song song với phần vai của mình nhé, và lúc nào cũng phải vươn về phía trước. Thì lúc đó các bạn nhìn thấy kỹ thuật bơi sải của chúng ta nó là một kỹ thuật bơi đường thẳng khá là tuyệt vời. Đó, các bạn để ý chưa ạ? Nếu có vấn đề gì thắc mắc thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp
thông qua số điện thoại hotline 0981123345 hoặc có thể truy cập trực tiếp vào website dạybơi.vn của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết cũng như những bài tập chi tiết và cụ thể. Học Bơi Hà Nội Quân Ý xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.